Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi các bác nhá. Mũ nồi. Đây các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom cũng tưng bừng luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô mũ nồi nhá, một con mũ rất là đẹp luôn. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể đội mùa đông, mùa hè đều được hết nhá. Đấy. Mùa hè thì các bác đội bình thường này cho em, còn mùa đông thì các bác thả cho em cái phần bịt tai này xuống này. Vừa ấm áp vừa là giữ khỏi bị cảm lạnh này, rồi các bác khỏi bị ồn này. Đấy, nó che tai rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là mũ nồi nhá. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn. Bao nhiêu nhỉ? 100. Các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100.000. Đây em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn cho nó sinh động trực quan. Đấy, chào các bác nhá. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có hai kiểu đội, một kiểu đội là mùa đông thì che đi như này cho nó ấm, hoặc lúc nào rét, gió rét thì các bác che đi, còn lúc nào hết gió thì các bác lại cho cái này lên cho em. Mình đội như một cái mũ bình thường. Đó, rất đẹp các bác theo. Đây, rất đẹp và rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá rất là tốt luôn. Đây em đội các bác xem này. Đấy các bác quan sát chưa? Em đội nó cũng khá là ôm đầu và đẹp luôn. Đấy, ôm đầu và đẹp luôn. Đó. Thì em cũng đầu tư một con này để em đội cho nó patch select các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn các bác nhá. Chất chơi con rơi luôn. Đó, rất đẹp luôn các bác này. Đây. Chất liệu của nó thì bằng da nhá, và bên trong của nó thì bằng nhung này, bằng nhung như này. Rất đẹp luôn. Ngoài ra thì các bác có thể thả xuống như này nhá. Thả xuống như này để che tai này. Che tai rất là ấm luôn, thì các bác đi xe đạp, xe máy này, hoặc là mình đi ra ngoài trời thì mình che đi cho em, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con mũ nồi này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn, không thể tin nổi luôn. Chỉ có 100.000 cho một con mũ nồi này thôi các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là mũ nồi nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó. Cái này thì các bác có thể thả cái khuy này xuống này, hoặc là bấm lên này. Bên trong của nó thì bằng nhung hết này, bằng nhung rất là đẹp luôn. Đấy, đường trần đường máy cực kỳ là kỹ luôn, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, siêu hạt rẻ luôn, phải nói là giá rất hạt rẻ cho các bác. Giá này thì ai cũng có thể mua được chứ không phải là lăn tăn gì cả nhá. Lên mã giúp cho em là mũ nồi này, mũ nồi. Giá của nó sẽ là 100 cành cho con mũ nồi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Một vỉ này sẽ bao gồm là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này. 80.000 các bác nhá. Đấy. 80.000 cho một vỉ 5 đôi như này các bác này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Tất thì khá là dài và đẹp luôn, khá dài và đẹp như này nhá. Đấy, tất khá dài đẹp. Đấy, màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự. Bên shop có hai màu, cầm cho anh cái tất vỉ đây. Đấy, có hai màu, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, màu ghi và màu đen như này. Đấy, hai màu luôn, màu ghi và màu đen như này. Và cái giá thì chỉ có 80.000 thôi. Đấy, hàng thì siêu dai luôn. Trên cổ là có chun nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn, co giãn 4 chiều. Thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và chống hôi chân. Hàng của thương hiệu Nai nhá, của thương hiệu Nai. Giá thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 cho một hộp như này, bao gồm là sẽ bao gồm cho các bác là đi 5 đôi nhá, 5 đôi. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp nhá, tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000. Đấy, tất hộp 85.000 có màu đen màu ghi, các bác lấy màu nào lấy, bên em bán nguyên hộp. Tiếp theo thì sẽ là cái dòng tất vỉ này. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 10 đôi nhá. Một vỉ này thì sẽ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi tất như này. Hàng của thương hiệu Nai, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút, ngắn cổ hơn một chút nhá. Dòng này thì nó sẽ về, nó sẽ có màu trắng và màu đen. Đấy, cũng là co giãn 4 chiều. Đấy, thoáng khí, chống nấm mốc, chống hôi chân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tất vỉ như này, thì giá sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10. Có màu đen và màu trắng nhá. Màu đen và màu trắng này. Giá thì sẽ là 85.000 nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ bao gồm 10 đôi. Bên em bán theo vỉ, không bán lẻ nhá, không bán lẻ và không không đảo màu nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy là nguyên vỉ màu đen hoặc nguyên vỉ màu trắng chứ không bán đảo màu. 85.000 tính ra vào giá chỉ có cho các bác là rất là rẻ thôi. Đấy, rất là rẻ rồi, các bác tự chia nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thước laser này, thước laser như này.
Con này thì nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Anh em các bác làm thợ, làm nghề chiến công trình hoặc là sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Có cái tia laser như này. Đấy, và các bác bật lên này. Đấy, bật lên thì nó sẽ là một cái tia laser rất là rọi như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là rọi luôn. Và nó sẽ khi các bác gạt đi thì nó sẽ là tia nằm ngang này. Đấy, tia nằm ngang này, tiếp theo là đến là tia nằm dọc này. Và đẩy lên giữa thì nó sẽ là hai tia góc vuông như này. Để các bác lấy góc vuông nó rất là tiện này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này, kèm thêm cho các bác là một cái thước đo này, thước đo 6 sen này và 15 sen này. Đó, và một con thước rút như nữa, một con thước rút như này. Đó, một con thước rút như này nữa này. Đấy, thước rút rất tiện ích luôn. Đó. Thì con này rất là đa di năng luôn. Và giá thì cực kỳ là hạt rẻ nhá, chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một con thước laser như này, rất rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn. Các bác lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em nó là thước laser này. Thước laser, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000 cho một em. Đó, giá siêu tốt cho các bác luôn. 90.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán giày nhá. 15.000 cho một típ như này. Đấy, cho một típ như này. Nó sẽ là thuộc dạng keo trắng nhá. Keo trắng như này và dòng này của nó sẽ là keo khô chậm nhá, khô chậm, cho nên các bác dán giày cứ để cho em là khoảng là 1 đến 2 ngày là tốt nhất. Đấy, thì cái keo nó sẽ thẩm thấu vào cái phần da và phần vải, nó sẽ giúp cho các bác giữ cho cái phần giày của mình nó rất là tốt. Và ưu điểm của nó là nó không bị giòn. Nếu mà nó bị giòn thì khi các bác dán vào nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị nhanh bong ra, nhưng mà cái này là nó là keo mềm cho nên là nó rất là tốt luôn. Keo dán giày. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 15.000 cho một típ keo dán giày này thôi nhá. Đây các bác này. Đó. Chỉ có 15k cho một típ keo dán giày này thôi. Đấy, dán vào rất là ngon luôn. Các bác có thể dán giày, dán dép, dán các cái đồ thủ công cũng đều được nhá. Đấy, đặc biệt là chuyên dùng để cho dán giày. Thì các bác dán xong thì cứ để cho em là 24 giờ là tốt nhất các bác nhá. Đấy, để cho nó thẩm thấu. Chứ nếu các bác dán xong mà mình bỏ ra ngay thì nó cũng không tốt. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 cho một típ này thôi. Giá sẽ là 15k và lấy từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 15k cho một típ như này. Mua 3 típ bên em tính cho bác 50.000 cho 3 típ luôn. À, 15.000 cho một típ như này và xin lỗi các bác là 15.000 một tiếp như này nhá. 15.000 một tiếp này thôi. Đó, giá này là giá tốt lắm không. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con các bác lên cho em là lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm thì con này nó sẽ có còi hú như này. Đấy. Khi các bác sử dụng bình thường thì nó sẽ là không kêu, còn các bác đảo chiều đi sẽ kêu nhá. Chạm nhẹ thì nó sẽ kêu một tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ ú này. Ui giời, ú hết cả tai các bác. Đấy. Bình thường các bác sử dụng thì các bác dùng cái lẫy bên này cho em, dùng cái lẫy bên này nhá. Đấy, là không muốn khóa nó kêu thì dùng cái lẫy bên này. Còn muốn khóa nó kêu thì các bác đảo chiều đi cho em, đảo chiều đi này. Đấy. Chết cha mày chưa? Trộm chạm vào nhá, chạm vào đi. Úi giời ơi, các bác thấy chưa? Đó. Chạy mất dép luôn các bác nhá, chạy mất dép luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này thôi. Đấy, hàng chất lượng mà giá hợp lý nhá. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. 80.000 cho một con như này và nó sẽ có cho các bác là giọng chìa rãnh nhá. Chìa rãnh như này thì rất là khó làm giả được. Đây, chìa rãnh như này thì khó làm giả lắm. Và giá thì nói chung là giá này là giá khá hợp lý rồi. Giá này là giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. 80k cho một con khóa chống trộm như này thì các bác nên mua. Thứ nhất là các bác có thể khóa cổng, khóa cửa này, khóa xe đạp, xe máy này, hoặc là các cái tài sản của mình cần phải bảo vệ thì các bác chỉ cần là khóa vào cho em. Đấy, ví dụ như các bác khóa vào cái xe máy của mình hoặc khóa vào cái xe đạp của mình. Đấy, thì khi mà có trộm nó động vào là nó đã kêu rồi nhá. Khóa chống trộm. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Đấy. Khóa chống trộm có còi hú nhá. Giá sẽ là 80k nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn. 80.000 cho một khóa chống trộm có còi hú như này. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh này. Đấy, thì lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá thì chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Có dây quai cao su như này và có đốc sạc nhá. Về nhà thì các bác lắp cái quai thì các bác lắp vào cái đầu này cho em này. Đấy, lắp cái quai thì các bác lắp vào cái phần thân này cho em này. Đấy, lắp vào đây. Đấy là xong nhá. Đó. Và dòng này của nó thì bên em gửi đến các bác thì đa số nó sẽ là dòng hết pin. Thì về nhà các bác lưu ý là các bác tự sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì 100% nó là hết pin nhá. Về nhà thì các bác
cắm vào cái, đặt vào cái đốc sạc này, cắm vào cái củ USB nhà mình đây nhá. Đấy, nó có đốc sạc này các bạn này. Đấy, đốc sạc có nam châm hít luôn, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, và về nhà thì các bác bật lên cho em là mình sử dụng thôi. Con này có tính năng đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi kết nối được cả điện thoại nhá. Nhưng kết nối điện thoại thì em không có giới thiệu ở đây, thì em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn là em chỉ bán với cái chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp thôi nhá, và đồng hồ thông minh nhá, đồng hồ xem giờ. Đó, lên mã giúp cho em là đồng hồ T8, giá là 170k nhá, 170.000 cho con đồng hồ T8 như này, đồng hồ thông minh T8 rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mẫu hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi cho các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm cho anh hai cái túi táo ở đây. Táo rồi. Không còn viên nào à? Đưa cho anh cái biển nào. Hôm nay thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm, đó là cái nho khô các bác nhá, nho khô. Đó. Nho khô của Hàn Quốc này. Hàng thì sản xuất tại Hàn Quốc nhá, được phân phối bởi tập đoàn Samsung này, đấy, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Các bác có thể mua về để cho biếu tặng làm quà, cũng như là mua về để đi Tết này, vừa sang xị mịn vừa lịch sự này. Đó, thì hạn sử dụng của nó khá là dài luôn. Và bên shop bán theo một bịch như này nhá. Một bịch như này thì đây, nho của nó thì hạt của nó rất là đều nhá, hạt to đều đẹp. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nho của Hàn Quốc rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một hộp nho khô này thôi. 90.000 cho hộp nho khô này nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea luôn các bác nhá. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc luôn. Rất tuyệt vời, rất chất lượng này. Chất nho thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn luôn. Đây, hạt to đều đẹp. Đấy, không chất bảo quản, không phẩm màu nhá. Giữ nguyên màu nguyên vị các bác nhá, nguyên màu nguyên vị. Ăn thì ngọt và ngọt thanh nhá, và không bị chát nhá, không bị chát các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là nho khô, giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Nho khô 90.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nho khô này. Nho khô, giá của nó sẽ là 90k trên một hộp như này nhá. 90.000 cho một hộp nho khô như này. Hàng này thì rất tuyệt vời luôn. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đây. Đấy, made in Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất đẹp, lên mã giúp cho em là nho khô. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đấy, một cái dòng điện thoại Nokia, một cái dòng điện thoại một SIM. Đấy, một SIM như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng thôi. Cái giá thì giá cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi rồi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con điện thoại một SIM như này. Giá sẽ là 150k nhá, bao gồm cho các bác là một pin này. Đấy, một pin này, một củ sạc này và một chiếc điện thoại như này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, rất ngon lành nhá. Đấy, bàn phím thì cực kỳ là êm, nổi, rất là ngon lành cho bác luôn. Combo này, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đó, giá chỉ 150.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là lắp SIM và là mình nghe gọi bình thường thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại một SIM nhá. Điện thoại một SIM này, giá của nó sẽ là 150k nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là set thìa đũa nhá. Ở đây thì sẽ là combo cho các bác này, bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một cái combo như này, sẽ bao gồm cho các bác là hàng sẽ là hàng inox 304, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Và cái giá thì sẽ là 80.000 cho 6 cái thìa. Đây, nguyên cái thìa đã chất lượng rồi, dày dẫn chắc chắn này. Dày dẫn chắc chắn vô cùng luôn các bác nhá. Đó, inox 304 này, Su-304, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Và rất là cứng cáp, dày dẫn chắc chắn, cứng cáp, sáng bóng đẹp, rất dễ rửa ráy nhá, và to dày dẫn. Đấy, combo cho các bác này, 6 thìa và 6 đôi đũa. Đây, 6 thìa, 6 đôi đũa như này, đầu đũa có đánh nhám chống dính luôn. Mà cái giá thì thực sự là yêu thương luôn nhá. Đấy, thực sự là yêu thương luôn. Các bác lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Đấy, set thìa cộng với lại đũa luôn, thìa cộng đũa nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một set như này. Các bác chả đi đâu mà mua được combo cho em là 6 cái thìa rồi. Và 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải của Hàn Quốc. Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Sợi than tre hoạt tính như này. Đó.
Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đây, các màu sắc khác nhau cho các bác luôn. Đây, đầy đủ màu mè cho các bác lựa chọn nhá. Được làm từ sợi than tre nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác này, cực kỳ là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 cái luôn nhá, 20.000 cho 4 cái. Bình thường nếu các bác đi ra ngoài mà mua nhá, đấy là cũng phải mất 10 đến 15.000 cho một chiếc bàn chải thường. Mà đây một cái chiếc bàn chải Hàn Quốc như này mà giá thì rất là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác mua 4 cái là bằng 20k này, 10 cái sẽ là bằng 40k. Đấy, 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc là bằng 110.000 nhá, 30 cái. Một hộp này là 30 cái là 110.000. Đấy, một hộp này là 30 chiếc luôn. 30 chiếc là có 110k thôi. 30 chiếc được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Đây nó sẽ là một con cốc như này. Về nhà các bác dùng nó rất là tiện ích. Về các bác dùng có thể để mình pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc linh tinh luôn. Đấy, rất là đa di năng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin cho em. Lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các nhá. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó. Lắp cho em cái hai viên pin con thỏ nhỏ vào cái đít này cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, và rất dễ sử dụng. Đấy, lắp pin vào sau đó thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bật công tắc này lên này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái hạt nam châm từ trường. Đó. Và nó luôn luôn là dính vào đây. Đấy, các bác lấy ra rửa cũng được. Rất là ok. Mình bật thì nó sẽ xoay cái hạt nam châm từ trường này và nó giúp cho các bác ngoáy rất là tốt luôn. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn cao su luôn, rất là chặt. Bên ngoài thì giữ nhiệt rất là tốt luôn. Vừa để pha cà phê, vừa là pha ngũ cốc, pha các loại hạt rồi giữ nhiệt rất là tốt nhá. Lên cho em đó là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy, dung tích của nó là 380ml cả vỏ luôn. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho con cốc tự khuấy như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là gắp nóng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con gắp như này. Thì các bác có thể dùng để mình pha mình gọi là làm trong nhà bếp đấy. Làm trong nhà bếp thì các bác có thể dùng để mình gọi là chiên rán xào nấu đều được hết, rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ như này. Các bác dùng để mình rán bánh này, lật bánh, lật cá rồi chiên rồi nói chung là làm các đồ đoàn đều ok hết. Và cái giá thì thực sự là rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Giá nó sẽ là 30k cho một em gắp nóng như này. 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có quạt này. Đấy, có quạt này. Đấy, có cả quạt mát cho các bác luôn. Quạt mát này các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn quạt đi cho nó dễ. Đó, tại vì nó có cả cái quạt như này. Thì lên cho em là đèn quạt đi, tại vì đèn bão thì nhiều bác lại nhầm với những cái loại đèn khác. Đó. Và cái đèn này nó sẽ có là một đèn và một quạt thì lên cho em là đèn quạt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con đèn quạt như này thôi. Đấy, nó sẽ có là đèn này, đấy và đầu bên này thì sẽ có một cái quạt mát này. Đấy, một quạt mát luôn. Đấy, đèn kèm quạt luôn. Và con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi và các bác có thể lắp thêm pin tiểu vào đây nếu mà cái pin bình thường nó hết, pin 168 nó hết thì các bác lắp pin tiểu vào cho em. Đấy. Cái quạt này các bác có thể sử dụng liên tục cho em trong vòng từ 3 đến 6 tiếng nhá. Từ 3 đến 6 tiếng. Quạt rất là mạnh luôn. Đó. Các bác lên tên cho em là đèn bão hoặc là đèn quạt cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. 100.000 tròn. Nó có dây sạc sẵn rồi. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em xong. Con này thì siêu tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Đèn quạt này. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn quạt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay này. Đấy, con này thì các bác dùng bằng tay mình tỉa thôi. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là xoay vòng như này và rất là tiện này. Đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây ví dụ như cái chổi này em sẽ cắt thử này. Đấy, các bác đưa vào mình cắt như này chưa? Đó, cắt này. Đấy, ở đây nó sẽ đứt ra này. Các bác thấy không? Đó. Và khi mình đưa vào mũi thì cũng vậy thôi. Các bác cứ đưa vào này là cắt là nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi bằng tay. Giá sẽ là 50k. Đó. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi bằng tay nhá. Giá sẽ là 50k một chiếc như này. 50k trong chiếc tỉa lông mũi bằng tay như này. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho các bác cái khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc.
thì bên shop bán theo vỉ nhá. Một vỉ này của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ 10 cái này. 1 2 3 4 5. Đấy là 2 dây là 10 chiếc, 10 chiếc là 60.000. Còn bán lẻ thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 ba cái nhá. 20.000 ba cái, còn một vỉ 10 cái là 60.000. Đây. Các bác này. Đó. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 30, một chiều 50. Chất liệu 100% sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút nước. Đó. Các bác có thể dùng để mình thứ nhất là rửa mặt này. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, mua một bịch này về mình dùng dần và dùng vào các công việc đều được hết nhá. Đấy, nhà có cỗ có bàn mình đưa ra mình lau tay cũng được, rất là sạch sẽ luôn, rất tiện ích. Ăn cơm ăn nước mình dùng để lau tay, lau mũi cho trẻ em cũng rất là ok. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là 10 cái. 60k trên một bịch như này nhá, 60k trên một bịch là 10 cái nhá. Đấy, còn mua lẻ thì sẽ là 20k. 20k thì được bằng 3 cái nhá, 20.000 ba cái. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà thì lô này về nó sẽ có cho các bác là cả màu đỏ nhá, có cả màu đỏ nữa đấy các bác này. Đấy, màu đỏ cam như này. Đấy, màu cam như này các bác này, màu cam, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Đó. Lô này về lại là màu đỏ cam nhá. Và giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Con này dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích của nó là 1 lít và con này giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lưới lọc như này để các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt hoặc các cái loại đồ uống mình có sơ thì mình cho vào đây chứ, rất là tiện luôn. Đó, sau đó xoáy nắp vào. Con này thì nó cũng hơi giữ nhiệt thôi chứ không giữ hẳn là giữ nhiệt đâu. Đấy, nó cũng hơi giữ nhiệt thôi. Đấy, bên trong thì bằng inox sáng bóng này, dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Và con này thì cũng có chức năng giữ nhiệt nhưng mà nó không cao. Đó, và cái giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ có lô màu đen, lô màu vàng cam như này, đây lô màu cam nhá, 110k cho con ấm pha trà như này. Đó. Giá khá là hợp lý cho các bác. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Xịt bếp giá sẽ là 40k cho một bình xịt bếp như này. 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không? Các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và nó tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Em xin lỗi các bác, em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn. Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000, hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá, của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK, giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 trong con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này. Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 trong con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá, Longines của Nhật, rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này.
Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines. Giá của nó sẽ là 250.000, 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k. 300k cho một con đồng hồ Rolex như này nhá, đồng hồ Rolex này. Đấy, có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300k cho con đồng hồ Rolex như này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán giúp cho em. Đó, đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm, đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng, băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wattpo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc dưới bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được dưới bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Rất là đầm tay nhá. Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wattpo của Nhật này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60 cành thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. iPhone 14 Pro này, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh. Đó, giá của nó sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy trong cái đĩa này và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em. Tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này. Một khay như này rất là đẹp này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 cái khay như này nhá, 6 cái phần úp như này, 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá, giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90 cành. Giá rất hợp lý rồi, các bác trẻ đi đâu mua được một cái khay đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng các bác nhá, rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này. Siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn. 90 cành cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại chất tẩy rồi. Đấy, các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép. Hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy.
Đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó. Các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó. Đấy các bác này, đấy. Những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác theo, đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 5 bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Để các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy. Hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy, sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1 2 3 4 5 6 hũ gia vị như này, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 cái hũ nhá, 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về ngập tràn các mãi hàng để lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dép đi trong nhà nhá. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Cái này thì nó free size, tức là chân to chân nhỏ đều vừa hết các bác nhá. Chân to chân nhỏ đều vừa hết. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bên dưới này của nó là bằng xốp này. Bên trên này của nó là một cái lớp nhung nỉ này, lớp nhung nỉ. Đấy. Thì dòng này các bác dùng để đi trong nhà nhá. Chân to chân nhỏ đều đi vừa hết, nó rất là tiện. Và màu thì nó cũng rất là đa dạng màu. Đây, đây em chân con đàn ông này mà đi cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đi rất là ok luôn. Thì nói chung là cái này các bác đi nó sẽ vừa hết nhá, chân to chân nhỏ, chân lớn chân bé đều vừa hết. Nó là dòng dép đi trong nhà, nó rất là phổ thông. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một đôi dép như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dép trong nhà nhá, dép trong nhà. Giá sẽ là 35k. 35k cho một đôi dép trong nhà này thôi. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. 35.000 cho một đôi dép trong nhà như này. Thì nó cũng có một số cái màu như này, thì nói chung là nam nữ đều đi được hết nhá. Nó là dòng trong nhà, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, và rất là chắc chắn, bền bỉ bằng nhung nỉ các bác nhá. Nhung nỉ rất chắc chắn luôn. Thì các bác dùng để đi trong nhà rất là ok. 35k. Đó, 35k cho một đôi. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại này. Đấy. Đây, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ làm con giá như này. Các bác có thể nâng lên hạ xuống được này, nâng lên hạ xuống này. Đấy, và các bác cho điện thoại vào đây. Kẹp cho em cái điện thoại vào đây thì mình có thể xoay này, lắc này, rồi đảo chiều. Đấy, xoay dọc, xoay ngang đều được hết nhá. Xoay dọc, xoay ngang đều được. Nó rất là tiện ích. Thì con giá đỡ điện thoại như này giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 30.000 nhá. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con giá đỡ điện thoại như này. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể kẹp điện thoại vào đây để mình sử dụng này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cúc áo này. Các bác lên cho em là đèn cúc áo. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá. Hàng này thì rất là tiện dụng luôn và siêu sáng nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi.
siêu sáng luôn các bác này. Đấy, các bác có thể bật lên này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Con này thì dòng này nó là dòng siêu sáng rồi, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Siêu sáng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Giá sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này. 40k nhá, 40.000 cho con đèn cúc áo này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Ổ điện xanh, dây dài khoảng là trên 1 mét nhá, trên dưới 1 mét và có 6 ổ cắm, 3 ổ USB như này và có đèn báo nhá. Cái này có đèn báo cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ổ xanh này. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một con ổ xanh như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là ổ xanh, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cuộn keo dán tôn nhá. Cuộn này thì bản là 10 phân và dài chừng khoảng 5 mét nhá. Đấy, thì bên ngoài của nó sẽ là cái lớp bạc chống nóng rất là tốt luôn, và bên trong của nó sẽ là cái lớp cao su non nhá. Các bác càng dùng lâu thời gian thì cái lớp cao su non này nó chảy ra, nó càng thấm vào trong các cái bề mặt càng tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. Bản của nó là 10 sen nhá. Bản của nó là 10 sen. Cho nên bên em lên nó là keo 10 nhá. Keo dán tôn 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. 40k cho một cuộn keo dán tôn như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá. Đấy, thuốc diệt dán. Con này thì chuyên diệt dán các bạn. Đấy. Thì có lên cho em lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Đấy, nó sẽ là cái dạng viên như này. Dạng viên này các bác nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên như này. 12 viên như này thì nó sẽ là các cái dạng viên như này, thì về nhà các bác có thể bỏ vào trong tủ quần áo này, tủ bếp này, rồi là các cái vị trí nào mà kiến dán, đặc biệt là dán nó hay trú ẩn nhá, thì các bác cho vào cho em. Đấy, con này diệt dán cực kỳ tốt luôn, nó sẽ là dạng viên như này. Đấy, và một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì các bác, nó là dòng thuốc sinh học nhá, thuốc sinh học cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ để ở nhà là dán nó sẽ dị ứng với cái mùi này là nó sẽ chết luôn. Nó thuốc sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Nó diệt cả rán mẹ, rán con này, rán tổ này, rồi trứng rán đều diệt được hết nhá. Con này thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán hàng Made in Japan của Nhật các bác nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán này. Hộp thuốc rán, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc rán như này. Giá chỉ có 50.000 cho một hộp thuốc rán này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Giá thì bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Đấy, miền Bắc thì đang vào mùa đông này. Đấy, và rất là lạnh các bạn, rất là lạnh, và cái triệu chứng bị xoang thì nó lại tái phát các bác nhá. Đấy, thì các bác xịt cái này cho em. Đó. Nó xịt ra thì nó sẽ là dạng xương như này các bạn này. Đấy, rất là tốt luôn. Bác nào bị viêm xoang, viêm mũi, đau mũi, kích ứng mũi, dị ứng mũi, đặc biệt là về mùa đông như này, thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Các bác lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Đó. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 40k cho một tip như này nhá. 40.000 cho một tip xịt xoang mũi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vít như này các bác này. Đấy, ở trong này của nó thì nó sẽ có 10 đầu như này. 10 đầu như này các bác nhá. Đó, 10 đầu như này các bác này. 1 2 3 4 5 6 10 đầu vít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vít V10 nhá. Lên cho em là vít V10. Các bác cho vào đây thì mình sử dụng nó rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều. Đảo chiều này. Đấy. Có xoáy nhanh cho các bác luôn, rất là tiện ích. Và một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái mũi vít như này nhá. 10 cái mũi vít như này, và các bác bỏ vào đây mình sử dụng thì nó rất là tiện. To, nhỏ, lớn, bé, rồi có cả sao, cả các kiểu như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít V10 nhá. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một con vít V10 như này. Giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là vít V10 nhá. Đấy, vít V10 này. Đấy, nó bên trong nó có 10 đầu vít cho nên bên em gọi nó là V10. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. 130.000 cho một con vít V10 như này. Các bác lên cho em là vít V10, giá sẽ là 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ A1 nhá. Giá sẽ là 160.000. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bộ sản phẩm thì hàng khi các bác nhận hàng là nguyên đai nguyên kiện như này.
nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Lên xem là tăng đơ A1 nhá, tăng đơ A1. Giá sẽ là 160k. Đó, tăng đơ A1 này. Giá sẽ là 160k nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chức năng luôn. Cắt tóc này, cạo râu này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ để cắt tóc này. Đấy, một con tăng đơ được cắt tóc luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là pin ở bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, tăng đơ này. Con này vừa cắt tóc vừa chấn viêm nhá, không ăn da nhá, không ăn da cho các bác luôn. Tăng đơ để cắt tóc này, con tăng đơ này thì giá của nó sẽ trọn bộ sẽ là 160.000. Thứ nhất là một con tăng đơ bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, sẵn pin bên trong luôn. Đó. Tiếp theo là một con máy cạo râu nhá. Con này thì các bác dùng để cạo râu rất là tốt luôn con này. Đấy. Các bác dùng để mình cạo râu cho em. Đó. Buổi tối đến hoặc buổi trưa các bác ngồi xem tivi uống nước thì mình ở nhà mình cạo cho em. Đó. Ngoài chức năng là cạo râu thì các bác có thể xoáy cái đầu cạo râu này ra. Các bác lắp cho em cái đầu của cái con tỉa lông mũi này vào. Đấy. Thì nó lại có cả chức năng tỉa lông mũi luôn. Đấy, có cái điều đầu tỉa lông mũi này nữa này. Đấy, thì bộ sản phẩm này nó sẽ là 3 trong 1 luôn nhá. 3 trong 1 luôn. Thì rất tiện ích. Cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đấy, các bác dùng để tỉa lông mũi này. Cái này thì các bác tỉa lông mũi nhá. Và nó có lưỡi cắt bên trong nên tỉa nó rất là an toàn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Combo cho các bác bộ 3. Đấy, 3 món luôn, bao gồm là 3 chi tiết nhá. Đấy, cạo râu này, cắt tóc này và tỉa lông mũi này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này, chổi vệ sinh này, đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò luôn. Cạo râu, cắt tóc, tỉa lông mũi, combo 3 món như này, giá chỉ 160.000 thôi. Lên mã cho em là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1. Giá sẽ là 160k. Đó, tăng đơ A1 này. Tăng đơ A1, giá sẽ là 160.000 cho con tăng đơ A1 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái đèn thần tài nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng ban thờ này, ban thần tài, rồi dùng để mình cúng lễ dỗ chạp rất là tiện, hoặc mang ra ngoài nghĩa trang cũng rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ bật đèn lên như này và các bác gõ vào nó sẽ lên này. Đấy, gõ nó sẽ tắt, gõ sẽ lên này, và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá, rất là tiện ích luôn. Đó. À, mình dùng như này thì nó siêu an toàn luôn các bác nhá, chống cháy nổ rồi bảo vệ rất là tốt luôn. Đây, công tắc tắt đi này. Đấy, bật lên này. Bật lên thì các bác phải gõ này cho em nó mới lên nhá. Đấy. Các bác bật cho cái đèn đỏ nó lên xong gõ phát này nó lên này. Em hướng dẫn lại cách sử dụng nhá. Bật cho cái này cho cái đèn đỏ nó lên này, gõ lên này, gõ tắt này, gõ lên này, gõ tắt này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con đèn thần tài như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Con này thì rất tiện ích rồi. Bên shop bán khá là nhiều, là phải hàng vạn con rồi các bác nhá. Đó, lên cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Đèn thần tài giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài này. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nha. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ, cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này. Để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110 à? 110.000 nhé, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này. 110k nhé. Đấy, 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhé. Con này thì
giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây, giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá. Cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt. Sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này. Không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này. Sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp thế này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hiện giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hiện giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ LED, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ LED thế này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi cái lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé này nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá.
Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt, cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì giòn của giòn cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo rán này. Đấy, một cái mẫu chảo rán như này. Hàng thì nó sẽ là chảo tổ ong nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm. Đấy, chảo tổ ong chống dính nhá, đường kính là 28cm. Đấy, dập tổ ong chống dính như này. Quay cầm cái kiếc cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chảo chống dính như này nhá. Hàng này thì độ dày của nó thì cũng là tương đối nhá. Đấy, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Đấy, khá là dày dẫn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Đấy, nó sẽ là hình than tổ ong như này. Chảo tổ ong chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì con này bên shop đang về cho các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lô này hàng về giá yêu thương cho các bác nhá. Con này thì hàng này về giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Giá chỉ có cho các bác là 140.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là chảo tổ ong này. Đấy, chảo tổ ong. Chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140k cho một cái chảo như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đường kính của nó là 28cm nhá. Đấy, 28cm này. Giá là 140.000 cho một cái chảo chống dính tổ ong hàng của Nhật như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Đó, lên mã giúp cho em đó chảo tổ ong các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vải bạt cho nên là dùng nó rất là bền. Và các bác chuyên dùng để mình phủ xe, máy xe đạp điện, xe đạp thường và các cái dòng xe để trong nhà hoặc ngoài trời đều ok hết nhá. Đấy, các bác nào làm công trình này, hoặc là mưa nắng này, hoặc là đi làm mà xe phải để trời mưa trời nắng thì các bác cứ để cái này vào trong cốp xe cho em. Sau đó thì mình phủ lên cho em là xong. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong cái bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đấy, đây là một cái xe máy đây em chùm lên các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn.
chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhá, vải bạt nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhá, một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì được tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay xem tham khảo đặt mua nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã cặp lồng điện nhá. Con này thì công suất của nó là 200W và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng 4 cái âu. Đấy, 2 tầng 4 cái âu như này. Đấy. Thứ nhất là quai sách rất xịn sò này, vuông vức đẹp này. Đấy. Thứ hai là trên này là có kèm cho các bác là một cái đôi đũa này. Đấy, lô trước về thì có cả thìa, lô này thì lại không có thìa đâu, chỉ có đũa không thôi. Đấy, thì cái này thì em chỉ giới thiệu qua thôi, thì nó là hàng tặng kèm. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 4 cái âu như này. Bây giờ nếu các bác đi mua một cái âu inox xịn như này nhá, inox xịn như này, dày dẫn chắc chắn như này cũng phải mất tầm 30-40 nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 180 nghìn thôi, sẽ đầy đủ cho các bác nhá. Cáp dây điện ở trong này này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như kiểu nồi cơm điện đấy, các bác có thể dùng để nấu cơm. Đấy, hầm thức ăn nóng đều ok hết nhá. Công tắc ở đây, cắm điện vào đây cho em. Đó, có dây cáp và thứ đàng hoàng. Đấy, có nắp đậy nắp biếc như này. Và hai tầng nhá, các bác dùng để mình hầm cơm này, hầm cháo này, rồi là canh, rồi nói chung là đồ ăn, ví dụ như mình làm ở nhà mình mang đến công ty, cơ quan, xí nghiệp đều ok hết. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Có qua như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy. Cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k. Công suất của nó thì nó sẽ đây. Đấy, công suất của nó là 200W nhá. Điện thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng được điện từ 110 đến 220V này. 50Hz 2 lít này. Kích thước của nó là 26 x 130 x 20 220. Đó. Công suất của nó là 200W nhá, 200W, 4 ngăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 2 tầng và 4 âu. Đây, các âu như này đựng thực phẩm thức ăn. 180k trong cái cặp lồng này thôi, không thể tin nổi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop cầm cho anh ấy kéo gà to này. Bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà nhá, kéo cắt gà. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu của Đức và một mẫu của Nhật này. Đây, hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, made in Germany bên này. Đấy. Con này chuyên dùng để cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đây, hai cái kéo này. Cắt gà, cắt cá đều ok hết cho các bác luôn. Đấy. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá nhá. Đấy, con này thì hai con đều là như nhau. Con này là hàng của Nhật đây, Japan này. Thép SK5 không gỉ nhá, dùng cực kỳ bền bỉ và sắc bén luôn. Đấy, SK5 không gỉ, bền bỉ, sắc bén. Tất cả đều có cái phần khuyết này. Phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần này để các bác kẹp cua gẹ mở nắp chai này. Rồi có cái phần dăm như này để các bác dùng để đánh vảy cá này. Đấy, đánh vảy cá đều có như thế hết nhá. Kẹp cua gẹ mở nắp chai đánh vảy cá ok hết. Con của Đức này thì sẽ là 90.000 và con của Nhật này thì sẽ là 130.000. Con của Nhật này thì to dày dẫn hơn nhá. Lên cho em là kéo gà Nhật 130k nhá, 130.000 cho con kéo gà Nhật như này. Còn con này thì kéo gà Đức nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con kéo gà Đức như này. Đây, hai con nó khác nhau luôn. Thân hình của nó này to hơn, đầm hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn, độ sắc bén như nhau. Đấy. Tiếp theo thì em về cho các bác hai cái kéo bếp nhá. Thì đây nó sẽ là một con kéo bếp vàng nhá. Con kéo bếp vàng này là 35.000. Lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Con này thì các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đây, những cái dây bóng dài như này mà cắt rất là ngon quá này. Đấy, các bác theo. Đây, dây bóng mỏng dài này mà cắt rất là ngon luôn nhá. Con này là 35.000. Đấy, bác nào mua 3 cái thì tính tròn thì bác là 100.000, cũng là hàng kéo bếp của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã kéo bếp cao cấp hơn một chút. Thì con này cũng là màu vàng và dòng này là để khui bia nhá. Đấy, khui bia cho nên là bên em lên nó là kéo khui bia. Giá sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng cũng là của Nhật luôn, Japan, thép SK5 không gỉ. Con này thì đa chức năng luôn nhá. Có phần khuyết này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, nem niếc thoải mái luôn này. Thứ hai là dùng khui bia này. Thứ ba là mở nắp chai. Và thứ tư là kẹp cua ghẹ này. Và thứ năm là đánh vảy cá này. Đấy, làm vảy cá rất là ngon luôn. Đấy, rồi cắt đồ ăn trong bếp này. Đây, cắt rất là ngon nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt rất ngon luôn. Đây. Đây các bác nhá. Các cụ nhà mình nói là dai như rẻ rách nhá. Đấy, còn không có cái gì dai bằng rẻ rách nữa rồi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Bây giờ là em sẽ chập vào em cắt cho bác xem nhá. Đây, đầu tiên là cắt mỏng này. Đấy, cắt mỏng ok chưa? Đó, cắt mỏng ok nhá. Đấy, giờ sẽ chập vào các bác này. Đấy, chập vào như này. Các bác thấy không? Đấy. Túm vào vẫn cắt bình thường các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Dai như rẻ rách mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo như này. Giá chỉ có cho các bác là 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia. À, 75.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 75.000, kéo khui bia 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Đây, kia cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái cọ bàn ghế như này. Lên cho em là cọ bàn ghế rất đẹp luôn. 35k cho một em cọ bàn ghế như này. Con này thì dùng rất là tiện này. Các bác dùng này kỳ cọ bàn ghế này,
phủi bụi trên bàn ghế rồi đồ đàn rồi tượng rồi nói chung là các cái đồ gỗ mỹ nghệ. Đấy, cái lông của nó thì rất là tơ mảnh và mềm thì dùng để cọ rất là sướng luôn. Giá sẽ là 35.000 cho một cái cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là cọ bàn ghế, đường kính chiều dài của nó khoảng 20 cm và cái chiều sâu này của nó khoảng 7-8 cm. Đấy, rất là tiện. Và chiều ngang này khoảng 3-4 cm nhá. Đó. Thì các bác đánh cọ bàn ghế rất là tiện luôn, chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, hàng made in Germany, hàng của Đức và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Một cái con khóa đồng Đức như này bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới quý cô bác anh chị, cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con khóa đồng Đức như này thôi. 130k nhá. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng khóa cổng khóa cửa cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, rất an toàn nhá. Đấy, tại sao nó an toàn? Tại vì cái chìa của nó là dòng chìa tròn nhá. Chìa tròn thì nó rất là khó làm giả các bạn. Đấy, các cái dòng chìa khác thì nó cũng rất dễ làm nhưng chìa này thì khó làm giả lắm. Đấy, đây. Đầu khóa rất là to này. Hàng made in Germany này, hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, chìa này là chìa tròn khó làm giả này, chống trộm tức là khó làm chìa này và chống cắt này. Đấy đây. Đấy, hai bên nó đều có vàm như này thì khi bác khóa vào là cái đầu lưỡi cắt nó sẽ rất là khó cắt tại vì nó không có cái phần để tựa. Đấy, cho nên là nó chống trộm chống cắt rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực à của Đức cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá tri ân khách hàng chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một em khóa đồng Đức này. Đấy, lên cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k cho em khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 100.000 và dòng này thì dùng bằng tay. Các bác lên mã giúp cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích luôn. Đây, thân máy của nó này. Đấy, thân máy này. Đấy, cái này là cái tay quay, các bác lắp vào đây cho em. Đấy, còn cái phần lưỡi thì các bác lắp vào hai cái hông này. Đó, lắp vào đây. Đây nó sẽ có cho các bác là combo cái bộ lưỡi này bao gồm cho các bác là 6 lưỡi. Thì nó sẽ có 3 bộ lưỡi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lưỡi tròn, lưỡi dẹt và lưỡi sợi. Đấy, sợi tròn, sợi vuông. Thì các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi, rất là dễ dàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Và cái giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Một con máy thái rau như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đây, máy thái rau. Lên trên là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Con này là dùng bằng tay nhá, gọi là máy thôi nhưng mà nó dùng bằng tay chứ không phải dùng bằng điện đâu. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Phòng ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn cũng tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Phòng ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất đẹp mắt các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác 100.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái máy xay sinh tố, hàng của thương hiệu Osaka. Đấy, các bác lên cho em là máy xay Osaka nhé. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 145.000 nhá. 145.000. Đây. Đấy, đầy đủ combo cho các bác này, một thân máy này, Osaka của Nhật này. Đấy, và một cái cối xay như này, kèm thêm cho các bác là một cái bộ 4 lưỡi. Đấy, 4 lưỡi thép không gỉ. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào này là mình xay thôi. Rất là ngon cho các bác luôn. Dòng anh cái dây điện đi nào. Đó, đây. Đặt tên như này là mình đưa máy vào là mình xay nhá. Đấy, và nhấp nút ở đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000. Lên cho em là máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka, tắm bên này. Máy xay Osaka 145k cho một con máy xay Osaka như này. 145.000. Đây em sẽ cắm điện và em xay thực tế cho bác xem luôn. Dòng này công suất của nó sẽ là đây. Đấy, sử dụng là điện 220V nhá, 60Hz và 350W nhá, 350W đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp vào này mình xay này. Đấy, rất là ngon luôn. Nhấp nhả nhá, nhấp nhả chưa? Rất là ngon. Đấy, các bác không? Con này thì các bác có thể xay được thịt, xay cá, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Các loại quả đều ok hết. Giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một con cối xay inox nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, còn con Osaka thì chỉ có 700 thôi. Con này dung tích của nó là 2 lít và giá thì sẽ là 150.000. Cũng giá rất là yêu thương cho các bác rồi, 150.000 cho một con
cối xay 2 lít như này thôi. Con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng trong cái việc chế biến thực phẩm thức ăn, xay, xiếc các thứ rất là ok. Đấy, một con máy xay 2 lít như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm là một cối xay bằng inox nhá. Một cối xay bằng inox này. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay bằng inox như này. Một cối xay bằng inox đây. Cối xay bằng inox dung tích là 2 lít, bộ 4 lưỡi kép này. Đấy. Hàng của Nhật nhá. Có ốc á các thứ đồng hàng về nhà các bác lắp ốc vào cho em. Đấy, ốc ở dí đít đây. Đấy, cái ốc này để các bác bắt vào dí đít ngược lên nhá. Đấy, và đây là cái thân của nó này. Đấy. Và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đấy, thì các bác muốn lấy cái Osaka thì lấy, mà lấy cái cối xay inox thì lấy nhá. Lên cho em là cối xay inox thì con này sẽ là 150.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay từ 200.000 thì bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này. Đây. American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này, test này. Đấy. Để ở trên tay thì đập nó không thật này. Để ở dưới đất đập nhá. Để ở dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá, không hề có một vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang thì các bác có thể đội vào, hoặc là mình dùng để mình trang trí rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là cái phần lót để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn. Con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Đội vào rất là đẹp. Mũ ôm đầu đẹp. Các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn. Xe máy, xe đạp đều ok. Đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Một cái con mũ lưới như này. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho em mũ lưới như này. Đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 thì cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này, gioăng giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá, còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này, thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cái tẩu thuốc như này nhá, 80.000 cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá, tay này. Các bác lên cho em là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho một hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20 sen và loại 30 sen. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao bao giang, bao giếc này, hoặc là làm cây, làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 cm này thì
bịch 30 cm này, bịch này dài là 30 cm này, đấy 30 cm. Giá giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 cm đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250g và 143 chiếc nhá, 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá, 25k. Đấy, có loại là 20 cm, cái ngắn này là 20 cm này, cái dài là 30 cm, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc, có loại con này dài 30 cm đây. Đấy, thì rất tiện luôn, các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá, nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây, nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này, giá cũng chỉ có 15k thôi. Lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi, 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các cái loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tay đèn nhá, bộ lấy dây tay đèn. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tay này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy, thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá các bác. Sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tay đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp. Các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tay đèn nhá. Đấy, dây tay đèn này. Lấy dây tay đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k trong cái bộ lấy dây tay đèn như này. Đó, thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy, có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này, các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tay này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này, giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, 3 đầu nhá. Đấy, sẽ có 3 đầu nối như này. 3 đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào là kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em. Và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa, tưới cây làm vườn, rồi nói chung là rửa xe, rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho một bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ. Có 3 cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác đặt vào cho em cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi
diệt khuẩn rất là tốt. Hộp giấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử muối. Giờ thì có hộp giấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này. Và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân. Có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn. Kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ. Đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên xem là ví xanh 100.000. Ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng không nhá. 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Đây mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100.000 một cái. 100.000 cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng cũng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt muỗi nhá. Đấy, xịt muỗi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có muỗi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, muỗi côn trùng kiến gián này. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, muỗi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên cho em là xịt muỗi nhá. Xịt muỗi, giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ xịt muỗi như này. 30.000 cho một lọ xịt muỗi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa chức năng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này. Thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này. Còn bên shop có cả vòi đơn luôn. Vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30.000 bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó, thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30.000 và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60.000 nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bạn. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là túi đệm này, giá sẽ là 60.000 trên một chiếc, có dòng 1.6m nhá, 1.6m và 1.8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá.
đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1,6 m, 1,8 m. Giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k thôi mà con kìm chết này các bác này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bác này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 trong con kìm chết như này thôi, 100k trong con kìm chết như này nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 100k một chiếc này, 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây. Made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép vào đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi. Đẩy hết lòi ra ngoài này luôn thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá, 100.000 cho một con ép tỏi như này, hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn, hàng made in Germany đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Qua lên cho em là bộ dao sói, bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn, bộ dao sói nhá, giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy. Đây, sẽ có cho các bác là 4 dao như này. 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi. Độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói như này thôi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây, em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, đây nhá. Con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Các bác này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và một con đầu bằng như này. Và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân cho các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi. Sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này thì các bác đựng rất là tiện dụng luôn. Khi mình dùng thì dùng xong thì mình lại bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này, giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên lại giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em nút cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70-80 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên theo là bộ quần áo mưa 195.000 nhá. Bộ quần áo mưa này, bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300k nhá, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này, giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô như này thôi, một cái ô inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái ô như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy. Đầy đủ nhá, dây nguồn những chiếc ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn, để các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó, các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này. Đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này này. Và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhá, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi bị bàn thôi, các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi.
Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng rồi con này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nấc này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác để ý giúp cho em, từ 200 là bên em bao ship thôi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Hàng này của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu như này, hai đầu này. Đấy, cá sấu mạ vàng 18 carat này, siêu đẹp luôn, hai đầu này. Kèm thêm một thắt lưng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất da thì siêu mềm nhá, chất da siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, chất da vân cá sấu này, rất đẹp, rất mềm mại cho các bác luôn. Đó. Và hàng của nó thì chấm hết luôn. Hàng con lăn rất dễ sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là sập này cho em là xong rồi. Đó, đẹp chưa các bác ơi? Đó, đẹp chưa? Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, có cho các bác là hai đầu luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi, 160 cành. Đấy, lẫy trượt này. Hàng lẫy trượt rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể sử dụng hai cái đầu này để mình có thể thay tháo để mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể sử dụng ví dụ như là tuần này thì mình dùng cái đầu này và tuần sau thì mình lại dùng cái đầu này, hoặc là các bác có thể dùng một cái bao giờ nó cũ thì các bác có thể thay cái mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là các bác lên cho em là cá sấu hai đầu đi. Cá sấu hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đấy. Đây, các bác lên cho em là cá sấu hai đầu. Hoặc cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000 cho một cái cá sấu hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Đó. Cá sấu hộp này. Đấy. Cá sấu hộp giá sẽ là 160k nhá. 160.000. Đấy, thắt lưng này. Thắt lưng cá sấu hộp 160.000. Đấy, thì các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, bao gồm cho các bác là hai mặt luôn. Đấy, hai cái mặt như này để các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Hai mặt và một cái thắt lưng. Đấy, hai mặt rất là đẹp luôn. Đó. Và một cái thắt lưng như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, trong một cái hộp như này nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể mang đi mang lại, xách đi xách lại để làm quà cũng rất là tiện. 160.000 quá nhá. Lên cho em là cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000. Cá sấu hộp 160.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu cá sấu không hộp này. Đấy. Cá sấu không hộp này thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhá. Rẻ hơn một nửa. Chất da của nó thì cũng cực kỳ là mềm mịn và đẹp cho các bác luôn. Chất da mềm mịn và đẹp, và con này của nó thì nó cũng là một cái dòng mà nó sẽ là lẫy gà như này nhá, lẫy gà này các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu của nó là các bác đã biết rồi, rất là thích các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy bác thấy không? Đó. Và con này thì giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Các bác lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đó. Cá sấu này. Cá sấu không hộp nhá. Đấy, không hộp. Giá sẽ là 80k một em nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng cá sấu không hộp này thôi. Đây. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho cái con cá sấu không hộp như này. Đấy, lên cho em là cá sấu không hộp này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Da bò của Mỹ. Đó, thì con này hàng cao cấp của Mỹ luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá.
cực kỳ là hạt rẻ và yêu thương các nhá. Đấy, rất hạt rẻ và yêu thương luôn. Đó đây. Chất liệu của nó là da bò này, da bò tự nhiên. Đây, mặt của nó đây các bạn này. Đấy. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt lì như này, chống xước nhá, mặt lì chống xước, đúc liền nhá, mặt lì chống xước đúc liền luôn. Và đây thì nó sẽ là chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy. Da bò tự nhiên hàng của Mỹ. Đây. Made in USA các bạn này. Đấy, made in USA, hàng cao cấp của Mỹ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ nhá. Chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Em về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu như này nhá. Một màu đen và một màu nâu. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đấy, hai mẫu như này. Thì màu đen và màu nâu các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới các bác cái giá chỉ có 15k thôi. 15k cho cái bẫy chuột thông minh như này rất là tiện luôn. Đấy đây các bác này. Mình chỉ cần là chạm nhẹ như này là con chuột chạm nhẹ là sập bẫy luôn nhá. Đấy rất tiện ích nhá. Đấy chuột chỉ cần chạm nhẹ này sập bẫy luôn, rất tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy chạm nhẹ này là sập luôn các bác này. Đấy, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực yêu thương luôn. Chỉ có 15k trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15k. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đấy. Trước khi em xóa video này, cô chú anh chị hãy thêm ngay vào giỏ hàng cho em các sản phẩm sau. Nếu như nhà bác nào có chuột to chưa tìm ra cách bắt, thì đấy, hôm nay em có tư vấn và hướng dẫn sử dụng cho mọi người bắt vô cùng đơn giản. Đấy, chạy vào cái là dính bẫy luôn nhá. Đó là đơn giản với người biết đặt đúng cách thôi à. Kiểu về chuột, chọn nơi đặt và cách đặt sao cho phù hợp. Nhìn nó kiềm nghịch không treo cả lên cành xong nhảy xuống để kém tắc thở mới chịu. Nó chuẩn bị tự tử. Các bác hiệu quả nhất là mua từ 5 cái trở lên đặt xích sắc vậy mới hiệu quả chứ đừng đặt một chiếc. Đặt như vậy chuột có rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Thay vì như thế mua thêm tầm 5 cái là có thể bắt dễ dàng. Mày chết. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện ích nhá, giá chỉ có 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao như này thì sản phẩm là nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo và một cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này và đây là cái cưa này. Đấy. Thì lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này, như trên hình như này. Đó và cái giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành này trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k, 130.000. Thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đó. Các bác chỉ cần lắp vào cho em vào cái đầu cái sào này. Đấy, cắt này. Đấy, cưa này. Trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả mà đó. Hãy xem chất lượng. Rất tiện các nha, về nhà các bác chỉ cần lắp cái xào vào cho em là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Đấy. Đây. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng. Vỉ bàn chải đánh răng bao gồm cho các bác là 6 chiếc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc với đủ màu sắc khác nhau. Đấy, đủ màu sắc khác nhau cho các bác lựa chọn đây. Một cái vỉ bàn chải đánh răng như này. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, nó sẽ là em bán theo combo một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái nhá. Đấy, 6 cái như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. 25k. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nha khoa cực cao cấp luôn. Đấy, giúp cho các bác là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đó, các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng. Đó, vỉ bàn chải. Đấy, hoặc là bộ bàn chải 6 chiếc nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng nó sẽ là một vỉ như này. Bán theo combo 6 cái nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái này thì nó đã được chứng nhận bởi tổ chức y khoa của Nhật nhá. Đấy, chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Một vỉ này là 6 chiếc và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Lên mã giúp cho em là vỉ bàn chải đánh răng, 25.000 cho 6 chiếc như này. Mà các bác ra cửa hàng mua một chiếc thôi cũng đã phải mất đi 15 đến 20.000 rồi. Ở bên em bán giá cực tốt cho bác luôn, 25k nhá. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này. Lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Vỉ bàn chải này, đó. Lên cho em là vỉ bàn chải đây được không? Giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật
khá là nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là em gửi hàng đến các bác không nhận hàng các bác nhá. Đó, các bác cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Bên em bán thì rất là đơn giản thôi và cũng rất là dễ tính luôn. Đấy, giá cả hợp lý và rất đơn giản cho các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về khá nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho bác cái con thùng đồ nghề nhé. Đây, người em thì nó sẽ là 70 cân, 70 cân và em sẽ lên em test cho các bác xem. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, made in Germany các này. Đấy, thương hiệu Matador, made in Germany, hàng của Đức nhá. Đây, hàng nội địa của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép không gỉ nhá, hàng thép không gỉ cực kỳ chắc chắn đây. Người em 60 cân các bạn. Đấy, em lên em dẫm đạp nhảy thoải mái xem nhá. Này là ok đúng không? Đấy, rất chắc chắn luôn. Bỏ như ghế nào. Đó. Cân nặng của con này thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 5 cân. Đấy. Em không cần chính xác đâu. Rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhá. Một ngăn to và mỗi bên hai ngăn nhỏ nữa, tổng là 5 ngăn. Đấy. Các bác lên nó giúp em đó là thùng đồ nghề nhá. Đấy, thùng đồ nghề này. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề giá sẽ là 420k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó sẽ là 42 này. Đấy, chiều ngang là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. Đó. Tức là 42 20 nhân 20. Hàng thì có thương hiệu Matador nhá, Matador, made in Germany. Đó. Rất chất lượng luôn. Đó. Đấy, rất chất lượng luôn nhá. Dày dặn chắc chắn nhá, đai giấc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có lẫy khóa như này các bác có thể dùng cái lẫy khóa này nhá. Đấy, dùng cái lẫy khóa này. Đó, còn không dùng lẫy khóa thì các bác có thể sử dụng bình thường, rất tiện ích. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Đây một con thùng đồ nghề đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán bao gồm cho các bác là 5 ngăn, chiều dài của nó sẽ là 42 cm, chiều cao này thì sẽ là 20 và chiều rộng là 20, cao 20, rộng 20. Đó, rất vừa vặn, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Matador nhá, Matador made in Germany. Thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi đựng cái túi đựng đệm này. Đây, đây nó sẽ là một cái túi để các bác lên xem là túi đựng đệm nhá. Đấy, nó sẽ có dòng đệm 1m6 và đệm 1m8. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng túi bóng cực kỳ là dai luôn. Đấy, ở miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm rồi. Miền Nam thì có thể là sử dụng ít hơn nhưng miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm. Cái chất của nó thì cực kỳ là dai luôn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất túi cực kỳ là dai luôn chứ không phải là túi giòn đâu. Túi này rất là dai. Thì ví dụ như là chuẩn bị hết mùa đông rồi mà những cái túi đệm của nhà bác nào bị hỏng thì các bác lấy cái này về cho em. Đó, mua cái này về cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đệm nhá. Túi đệm sẽ có cho các bác là dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm này. Đó. Túi đệm giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k trên một chiếc. Nó có sẽ dòng là 1,6m nhá. Đấy, và 1,8m. Đó, tùy các bác muốn sử dụng cái nào thì sử dụng. Đấy, thì muốn sử dụng cái nào thì sử dụng có nhá. Đấy, lên cho em là túi đệm. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc, có dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, để các bác đựng cái chăn ga gối đệm nhà mình vào cho nó tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái combo kẹp quần áo như này nhá. Một cái set như này bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tức là 20 cái như này. Đấy, các bác lên cho em đó là kẹp quần áo nhá. Đấy, lên cho em là bộ kẹp quần áo này. Đấy, bộ kẹp này. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một cái set kẹp quần áo như này nhá. Đấy, lên cho em là set kẹp quần áo hoặc bộ kẹp quần áo cũng được. Nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là 20 chiếc nhá. Đấy, 30.000 cho 20 chiếc. Đó. Lên cho em là bộ kẹp quần áo, giá sẽ là 30.000 cho 20 cái nhá. Đấy, 30k. 30k tổng của nó sẽ là 20 cái nhá. Tổng là 20 cái. Bộ kẹp quần áo. Đây, cái này thì về nhà các bác kẹp như này các bác này. Đấy, đây để mình kẹp quần áo rồi kẹp đồ đoàn dinh tinh đều được hết nhá. Tiếp theo thì
Hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy, các bác lên cho em là móc đơn. Thì cái này các bác dùng để kẹp quần áo, kẹp đồ phơi các thứ. Con này kẹp rất là chắc luôn đấy, kẹp rất là dính. Thì các bác có thể kẹp đồ để mình treo này, hoặc là nói chung là đa di năng được hết nhá. Nó lò xo rất là to và kẹp cực kỳ là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là móc đơn nhá. Đấy, bên shop sẽ bán cho các bác là sẽ là móc đơn này. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục thì giá của nó sẽ là 60k một chục nhá. Đấy, 60k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đó, 60.000 trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc đơn như này. Đó, 20.000 3 chiếc các bác nhá. Đây. Sẽ là bên em bán theo combo 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này nhá. Đấy, 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này. Còn lại các bác mua lẻ mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá, 60.000 một chục. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ kẹp quần áo nhá, bộ kẹp quần áo. Giá của nó sẽ là 30.000 cho 20 chiếc, 30.000 cho 20 chiếc như này luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dây thắt nhá. Đấy, dây thắt. Đây, dây thắt hoặc là dây thít thì các bác lên cho em là dây thít đi. Con này thì bên shop sẽ bán theo sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy, nhang trầm. Đấy, nhang trầm thì một hộp này của nó sẽ là 45.000 một hộp này, và số lượng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng nhá, từ 70 đến 100 vòng. Đấy. Đây, từ 70 đến 100 vòng, một dây như này của nó sẽ là 2 vòng nhá, một dây này của nó sẽ là 2 vòng này. Đấy, một dây này của nó sẽ là 2 vòng, và số lượng của nó thì sẽ là từ 70 đến 100 vòng cho một dây như này. Và con này của nó thì nó sẽ là, con này của nó thì nó sẽ là gọi là một cái dòng nham hương trầm tự nhiên. Siêu thơm cho các bác luôn, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em, đó là nhang trầm nhá. Đó. Nhang trầm, đấy, hàng thì cực kỳ là thơm luôn, nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 45k trên một hộp này, bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 vòng, và thời lượng đốt của nó thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, tùy theo khu vực gió, từ 3 đến 5 tiếng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Đây nó sẽ là một con ủng cực kỳ là tiện ích luôn, để các bác có thể dùng để mình đi khi mà trời mưa nồm bẩn thỉu như này. Đấy, trời mưa nồm bẩn thỉu, hoặc là bác nào nhà mà có ruộng có vườn cần phải đi ra vườn ra biết, thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường hoặc đi dép bình thường, sau đó thì mình xỏ vào cái ủng này cho em. Đấy, đây nó sẽ là một cái ủng chống nước cực kỳ là tốt luôn, và nó là dòng ủng rộng để các bác có thể đi giày vào đây đều được nhá, đi giày đi dép. Đấy, hoặc là đi qua các cái đôi dép của mình đều vào vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 một đôi. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, chất liệu của nó thì phải bàn về độ chất lượng của nó rồi. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là ủng đi mưa này, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là 100k cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Khi đó, đi giày trong mùa mưa nữa, bởi đó, vì chiếc ủng này sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Đây là một vật dụng cần thiết trong những ngày mưa. Khi trời mưa, đôi chân của bạn rất dễ bị ướt và lạnh. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như nấm chân, viêm khớp, tê cống. Ủng đi mưa giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào đôi chân của bạn, giúp bạn giữ ấm và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trời mưa, đường phố thường rất trơn và dễ trượt. Với thiết kế đế cao su chống trơn, ủng đi mưa giúp bạn có độ bám tốt hơn trên mặt đường, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn mà không bị trượt ngã. Khi trời mưa, đất cát và bùn có thể bám vào đôi chân của bạn. Ủng giúp bạn giữ vệ sinh cho đôi chân của bạn, giúp bạn tránh bị bẩn. Ủng đi mưa được làm từ chất liệu vải PVC chống nước hoàn toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật dụng để giúp bảo vệ đôi chân của bạn thì ủng đi mưa là một lựa chọn tuyệt vời. Đó, rất là ok các bác nhé. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho cái đôi ủng đi mưa này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dây thít nhá, dây thít. Thì nó sẽ có dòng 20cm và dòng 30cm. Đây. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Cái dây này thì các bác ứng dụng rất là nhiều. Mình làm điện này, làm buộc các cái đồ đoàn này, rồi là dùng đa di năng được luôn. Bên shop thì bán theo bịch như này nhá. Một bịch này của nó sẽ là 250g nhá, 250g, và giá thì sẽ là 25k. Đấy, 25.000 cho một bịch như này. Thì nó sẽ có dòng là 30cm và dòng 20cm. Đấy, dòng ngắn này nó sẽ là 20cm nhá. Ngắn này là 20cm này. Đấy, đây, đây nó có thông số đây các bác này. Đấy, dòng ngắn này của nó sẽ là 250g và 20cm, và số lượng cái của nó sẽ là 315 cái. Còn con to này của nó thì nó sẽ là cũng là 250g, và chiều dài của nó là 30cm, và số lượng là 143 chiếc. Đấy,
hàng của Nhật nhá, có thông số kỹ thuật, có đầy đủ các cái mực thước cho các bác xem và nguyên đai nguyên kiện đóng gói như này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là tiện. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, dây thít này đó. Dây thít giá sẽ là 20k, sẽ là 25.000 nhá, 25k trên một bịch nhá, 25k trên một bịch. Nó sẽ có dòng là 20 sen và dòng 30 sen, đó tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Dây thít 25.000 trên một bịch như này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo, đấy, cái này thì nói chung là bác nào cũng biết rồi, cái này thì chắc là không phải hướng dẫn nữa rồi đúng không? Đấy thì nó các bác chỉ cần là đút vào là nó sẽ tự thắt vào thôi. Đây. Thì em sẽ lấy ra một cái để em mô phỏng cho các bác xem, không nhiều bác lại không biết nhá. Đây, đây các bác chỉ cần là đút vào này thôi là nó sẽ tự thắt các bác này, đấy, đút này tự thắt. Còn nếu mà các bác muốn tận dụng lại thì các bác có thể dùng cái lẫy để mình gạt cái này ra. Còn lại là khi mà đã cho vào rồi thì nó sẽ không gạt ra được đâu. Đấy thì các bác có thể dùng để mình thắt đồ, thắt đoàn này, bao bì này. Đấy các bác đi cấy lúa này, đấy làm ruộng này, đấy chỉ cần túm cái đầu bao và thắt vào cái là xong, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đấy lên cho em là dây thít nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành cho con đèn cầm tay thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu sạc vào và một đầu sạc ra nhá. Đấy, chất lượng pin của nó này, đấy, rất là sáng luôn. Có một đèn cầu lồi này, đấy, hai mặt hai đèn led này và một đèn pha rất là giỏi này, một đèn pha rất là giỏi luôn. Đó, có báo pin nhá, có báo sẵn pin cho bác và có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con đèn như này thôi, cực kỳ tiện dụng luôn nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác ba hệ thống đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác về các bác chỉ cần để ra ánh sáng là nó cũng tự sạc luôn, mình không cần phải sạc mất công. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con đèn như này thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, đèn cầm tay. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100.000 cho cái mã đèn cầm tay như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn và tính ứng dụng của nó rất là cao. Các bác có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ăn cơm ăn nước thoải mái. Lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại của thương hiệu Nokia nhá, điện thoại thương hiệu Nokia. Đấy, điện thoại một sim. Giá sẽ là 160.000. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc này, một viên pin và một chiếc điện thoại này. Đấy, một củ sạc, một viên pin, một điện thoại. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có lô màu xanh, màu đen, màu xám tùy theo, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có 160.000 trong con điện thoại này thôi, rất chắc chắn và ngon lành cho bác luôn. 160k một chiếc nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em là xong này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, điện thoại của thương hiệu Nokia. Đó, 160.000, có đầy đủ dây cáp sạc các thứ đầy đủ. Các bác có thể mua về để cho người già, cho các cụ nhà mình nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thì mua về cho người già hoặc trẻ con. Các bác cần một cái điện thoại ở nhà để mình liên lạc với những người ở nhà thì nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đấy, điện thoại một sim này, giá sẽ là 160k cho một em điện thoại một sim như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi rất là tiện dụng và giá thì nói chung là hàng rất hạt rẻ rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, nó có lò xo có thể ngoắt nghéo để các bác đưa ngoảnh đi ngoảnh lại này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Về các bác xoáy cái bóng đuôi xoáy E27 vừa hết cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, chỉ có 35k trong cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, có đây là đầu cắm này, các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này, xoáy bóng vào bật lên cho em là xong. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, giá này thì là bao rẻ trên thị trường rồi các bác nhá, không có đâu rẻ hơn đâu. Nó cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, rất tiện ích và dễ sử dụng, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con vòi nước có màu cam, có màu xanh, cho nên là bên shop lên nó là vòi cam xanh luôn. Con này thì siêu tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước cho các bác luôn. Hai đường nước này, một hai đường nước này. Có gen xoáy nhá. Có gen xoáy như này các bác này. Đấy, có gen xoáy này rất là tiện này. Gen xoáy rong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì để các bác có thể sử dụng để mình làm vòi rửa này, vòi tưới cây đa di năng cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 50k cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Đấy, nó sẽ về hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên bên shop lên nó là vòi cam xanh nhá. Giá của nó sẽ là 50 cành. 50 cành cho một em vòi cam xanh như này thì con này cũng rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 chiếc. Đấy,
Dòng này thì các bác chuyên dùng để lao động làm vườn rồi quét dọn vệ sinh, nói chung là rất là đa di năng luôn, rất đa di năng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi nhá. Có cao su non này để chống trơn trượt này. Đấy, giá thì rất là ưu đãi cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng vải dệt 4D. Đấy, dệt 5D khi các bác đeo thì tay nhỏ, tay to, tay lớn, tay bé đều vừa hết, có cái độ co giãn nhất định. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi này. 5 đôi là sẽ là 40k nhá. 40k, còn một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k. Các bác mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn nhá, mua cả bịch nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha cái bình trà 4 lạng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa để tránh mất mùi hương trà nhé. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng. Đấy. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây, rất ngon lành cành đào các nhá. Đấy. Một cái lọ như này. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn và giá sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em đó là bình trà đồng nhá. Đấy, bình trà đồng. Bình trà 4 lạng này. Đấy. Bình trà đồng 4 lạng nhá. Trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. 290.000 cho cái bình trà đồng 4 lạng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Đấy, có một đèn một cáp sạc như này. Và đây là chân sạc vào của nó này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Các bác dùng thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn nhá. Siêu sáng luôn. Đây, có nam châm hít này, có nam châm hít rồi công tắc này, có móc khóa cho các bác này. Đấy, con này thì giá chỉ có 40k thôi và rất là sáng luôn. Đấy, con này nó hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. 40k cho một con đèn như này. Đấy, 40k cho một con đèn cúc áo như này thì các bác có thể mua để mình sử dụng đeo vào cúc áo này rồi mình làm vườn này, đi học đi làm này. Đấy, rất tiện ích các bác này, siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh sang vừa sáng yếu nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thợ sửa chữa chui rúc vào khe kẽ này, hoặc là các bác dùng khi mà mình đi ban đêm này. Đấy, cần thì các bác sử dụng cho em. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, đeo vào móc khóa được luôn. Đeo móc khóa luôn, nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một em đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đồng hồ LED nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị như này, hiển thị như này. Đấy, thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện và cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, nó sẽ làm con đồng hồ LED như này. Và pin của nó sẽ hiển thị như này, vì nó sẽ hiển thị cho các bác là cả nhiệt độ, cả thời gian luôn nhá. Nhiệt độ, thời gian đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Đồng hồ LED 140k. Coi lên trên là đồng hồ LED nhá, 140k trong con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, khi các bác mở lên thì nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, và nó hiển thị này các bác này, rất là tiện ích nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ LED như này, chỉ có cho các bác là 140.000 rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy, và phần kết nối các bác này. Đấy, cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây. Dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đấy. Japan này các bác này, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này. Đấy. 30m, 10m và đây.
nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này, 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000, 5m 220k, đó. 10m thì sẽ là 320.000, 320k, đó. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Đó. 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô. Và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò, hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu. Màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây, nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhé. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em. Cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhé. Bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn, thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhé, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship từ nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này, và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ít, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này. Đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này. Đây,
và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này, để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo này nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quặc vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bác. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo này lên. Đấy, giá thì rất hợp lý rồi, công tắc cực kỳ ngon lành luôn, chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi, 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá, đèn treo giá sẽ là 125k. đó, tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP con này thì nó sẽ là bao, con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polish này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3,7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À, bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là giỏi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là giỏi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá, có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này, giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140k nhá, 140k cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy, ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây, nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn, một ngăn khá là to, và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này, và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy, đem lại giúp cho em là ba lô da nhé, giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy, du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết, giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Đem lại giúp cho em đó là ba lô da nhé, giá sẽ là 130.000 cho cái em ba lô da như này. Đó, rồi ok.